Rồi sau khi mà khởi động máy lên hoặc là trong quá trình chạy nó máy đôi khi nó báo lỗi ảo á, gọi là lỗi ảo thì đôi khi nha, ví dụ như đây cái lỗi là SC552 thì bây giờ là mình muốn để mình coi thử nó có bị báo lỗi ảo hay không á, mình vào trong cái xóa lệnh đây, vào ly nè 107 ha, vào trong ly stop, rồi sau đó chúng ta vào copy SP ha, rồi sau đó chúng ta tắt máy, chúng ta mở máy coi thử nó có báo lỗi hay không. Đôi khi trong quá trình máy chạy á, nó sẽ gây ra cái hiện tượng báo lỗi ảo vậy. Mình cứ vào trong Li Mode 107 rồi chúng ta vào cái BSB, chúng ta bấm tắt máy mở máy, đôi khi nó sẽ không còn hiện nữa. Còn nếu mà ví dụ như tình trạng cái đang lỗi SC552 này thì đây là cái lỗi khi mà chúng ta khởi động lên và nó còn báo lỗi thì chúng ta sẽ tìm về khu vực. Ví dụ trên màn hình hồi nãy các chị thấy đó là cái lỗi SC552. Thường thường thì cái lỗi này là do trong cái bộ phận nhiệt hay là gọi là bộ phận sấy. Thì ở đây nó hai chủ yếu, tức là do có thể là do hai con dò nhiệt, cũng có thể là do cái con cái cầu chì của cái bộ phận sấy nó sẽ bị hư. Thì do đó là chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ nối lại. Bây giờ mình sẽ mở ra cho tất cả các bạn coi nha. Rồi bây giờ trên đây mình sẽ mở cái biến ốp này ra trên đây nè, phía trên đây nó có một con ốc, các chị thấy không? Đây nè, ở trên miếng này chúng ta sẽ mở một con ốc đây trong đây ra, chúng ta lấy con này ra. Thì ở đây nó có hai con giò nhiệt ha, con giò trong và con giò ngoài ha. Thì bây giờ mình thứ nhất là mình mở kiểm tra là coi thử cái có hai con giò nhiệt này nè là nó có bị đứt hay không. Thì ở ở trong cái chỗ con giò nhiệt này nó có một cái giống như cái lằn điện vậy, nhưng mà cái con giò nhiệt này mình cũng đã kiểm tra rồi ha, mình đã kiểm tra rồi. À, thì chúng ta sẽ mở hai con giò nhiệt, nếu mà nó bị hư hai con giò nhiệt này thì chúng ta sẽ mở ra chúng ta thay, chúng ta mua cái con giò nhiệt này rồi giờ chúng ta thay. Còn ở đây có thể là nguyên nhân của nó cũng có thể là do cái cầu chì. Đây là cái bộ phận cầu chì, bây giờ mình sẽ mở cái bộ phận cầu chì này ra mình coi thử là nó có bị sụp hoặc không nha. Cho nên mấy con ốc chúng ta sẽ mở con ốc này ra. Sau khi mở con ốc ra ha, chúng ta nhắc nhắc nó lên. Đây sau khi mở ra đây là cái bộ phận cầu chì trong cái bộ sấy á, thì ở đây nó có ba cái cầu chì 2 3. Thì khi mà cái quan sát á thì bắt đầu các anh chị sẽ quan sát như thế này, các anh chị sẽ coi ha, sẽ nhìn, chúng ta sẽ để ngang, chúng ta sẽ nhìn. Thì các anh chị đối với con cầu chì nó bình thường á thì các anh chị sờ vào đây nè thì nó sẽ có cảm giác nó bị lồi, nó lồi lên ha, nó lồi lên. Còn đối với con cầu chì mà nó bị sập, mà mình gọi là sập á, nó báo lỗi á, thì các anh chị sờ vào nó bị khuyết, nó giống như nó thụt vô. Thì đây nè các anh chị thấy bây giờ cái con này nó bị thụt vô nè ha, bây giờ đang mình để ngay ha, các anh chị thấy cái này nó hơi lồi không nè, con này nó sụp xuống nè, cái bàn nó sụp xuống luôn ha. Và bây giờ để khắc phục tình trạng này, cái cách thứ nhất là chúng ta vệ sinh nó và chúng ta sẽ gõ cho nó bung ra lại. Thì bây giờ để gõ thì chúng ta sẽ, đây nó có hang ốc đây nè, chúng ta mở ra. Chị nó nè à. Chúng ta dùng cái tờ giấy nhám giấy nhám mịn đó, chúng ta chà nha, chúng ta chà. Sau đó các anh chị sẽ sử dụng như thế này, anh chị sẽ úp cái cầu chì xuống nè, các anh chị gõ nha, các anh chị sẽ gõ
đối với bình thường á, khi mà các anh chị gõ thế này nè thì nó sẽ bung ra lại ha, nó bung ra lại đó, các anh chị thả ra thì chỗ này nó sẽ bung ra ha, nó bung ra lại. Rồi sau khi bung ra lại thì các anh chị bỏ vào, các anh chị lắp vào, các anh chị chạy. Còn nếu mà nó bị liệt luôn, nó không có bung ra nữa thì bắt buộc các anh chị phải nối dây điện. Thì bây giờ mình sẽ bỏ lại ha, mình sẽ làm, mình gõ xong rồi giờ mình sẽ bỏ lại. Rồi xong đây, bây giờ mình sẽ sau khi ấy xong ha, mình sẽ bỏ vào nè. Nhận hai ốc lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ráp lại, bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Rồi chúng ta bỏ vào thì ở đây nó có sợi dây điện nè. Ha. Chúng ta đưa vào cho nó vào trong cái khe này nha. Nó vào trong cái khe này. Này, đầu này. Cái sợi dây điện này nó sẽ nằm ở trong cái khe này. Chúng ta đưa vào trong cái khe này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa xuống ha. Còn cái dây điện này nó sẽ nằm phía bên đây, thì chúng ta đưa cái sợi dây điện này lên, rồi chúng ta đưa xuống. Ở trong này nó có hai cái chốt, chúng ta đưa vào đúng cái khắc của nó, rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái sợi dây điện này vào nè. Rồi chúng ta đưa này vào, rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ sẽ dặn hai ốc này lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ dặn luôn hai con ốc của nó lại. Rồi chúng ta cứ để vậy, chúng ta thử trước ha. Đây, đối với con giò nhiệt nè, các anh chị sẽ thấy nó có giống như cái đây nè, máu điện nè. Nó sẽ có một cái máu điện này. Nếu mà con giò nhiệt nó bị hư, thứ nhất là cái phần nhựa này nè, nó bị tróc, cái sợi dây điện này nó bị đứt thì nó sẽ bị hư, nó báo ha. Rồi khởi động máy lên các anh chị thấy là nó cũng còn báo lỗi 552. Là nên mình nghĩ là lý do là cái cầu chì hồi nãy nó bị sụp quá nặng này, nó không có bung lên lại được nữa. Do đó mình sẽ sử dụng dây điện để mình nối cái mạch, hai cái mạch lại với nhau luôn. Thì bây giờ để nối hai cái mạch với nhau á thì các anh chị sẽ làm theo này. Để nối ha thì các anh chị sẽ sử dụng một cái sợi dây điện. Chúng ta đo từ cái mép bên đây nè tới bên đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ nối cái phần này lại. Chúng ta sẽ cắt một khúc này. Rồi chúng ta coi thử là nó vừa chưa nha, nó phải vừa thôi, chứ nó đừng cái dư quá, nó lòng thầm. Chúng ta cắt sao cho nó vừa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái lỗ ha.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra hang ốc này lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái móc điện này xuống. Chúng ta dặn một phim này trước. Rồi cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ bỏ mấy bên mé bên vai mé còn lại ha. Rồi đây chúng ta mở ốc phía này luôn. Rồi bây giờ các anh chị rõ chưa? Tức là chúng ta sẽ nối từ dây điện bắt đầu này nè. Chúng ta nối qua luôn, chúng ta không qua cầu chì nữa. Tại cầu chì nó bị hư rồi. Nó bị hư rồi cho chúng ta sẽ nối trực tiếp từ cái đầu bên đi bên đây chúng ta nối qua luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào chúng ta coi. Thử là chúng ta bật máy lên chúng ta kiểm tra ha. Rồi đó là cái cách để mình xử lý cái lỗi SC552. Thì khi mà gặp cái lỗi này thì các anh chị và các bạn cứ nghĩ liên quan tới cái bộ sấy, và chúng ta sẽ coi hai con dò nhiệt và cái cầu chì. Nếu máy của tất cả các anh chị mà chưa có nối trực tiếp ha, còn đang sử dụng cầu chì thì chúng ta kiểm tra cầu chì. Còn nếu mà máy của các anh chị đã có nối trực tiếp rồi, không sử dụng cầu chì nữa, thì chúng ta sẽ kiểm tra hai con dò nhiệt này. Thì chúng ta nó có một con dò trong và con dò ngoài. Thì con dò trong thì cái sợi dây điện nó ngắn hơn, và con dò ngoài thì cái gọi là dây điện giữa, dò giữa thì dây điện nó dài hơn. Thì các anh chị là cũng có thể là các anh chị là mua về ha, rồi sau đó các anh chị thử thay bỏ hai con này vô, chúng ta coi thử là nó bị hơi cường nào chúng ta thay ha. Hoặc là nếu chúng ta có hai máy thì chúng ta cũng mở con máy bên kia chúng ta bỏ qua chúng ta thử, và thử là nó có phải đúng là con dò nhiệt không. Thì trong cái bộ phận của SC552 thì nó chỉ ở hai cái điểm mấu chốt chủ yếu trong cái bộ sấy thôi. Rồi video chia sẻ của mình tới đây là kết thúc. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị và các bạn cảm thấy video này hay thì các anh chị hãy share để cho mọi người theo dõi, và đừng quên bấm like sau khi các anh chị xem xong video và để lại phần bình luận ở phía dưới video. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để cho kênh được càng phát triển, cũng như share kênh để cho mọi người cùng theo dõi và cùng biết, để giúp cho tất cả những các anh chị mà nào mà chưa biết được qua cái kênh này thì các anh chị có thể vào xem video và các anh chị tự sửa chữa máy móc cho mình. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các anh chị ở video sau. Chúc tất cả các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, thật may mắn trong công việc và làm ăn ngày càng đắt khách. Xin chào.